Production. Miên bông phở mùi. Cô ấy sợ lánh cho xảy ra. Tầm tái khô chờ là hốt. Bạn vậy á. ជាមនុស្សដែលរឹងមាំមិនចេះទន់ជ្រាយម្ដងណាព្រោះតែស្នេហាបានប្រែខ្លួនជាមនុស្សដែលគ្មានកម្លាំងឲ្យអូនទាំងអស់ទាំងចិត្តស្មោះគ្មានរឿងអ្វីត្រូវលាក់បាំងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងម្លឹងហើយអូនមិនបានគិតអូនដាច់ចិត្តចោលបងឲ្យរស់ដូរស្លាប់អបការឈឺចាប់មិនអាចរ៉ៃរ៉ាំប្រាប់អ្នកណាបានឡើយធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់កាយត្រុតត្រងបេះដូងចាប់ផ្ដើមទន់ខ្សោយ ngày nào mùi vì công tài lên đá có pru miếc mê bảy pi ôn pliêm vừa oi bọn miền trung ngước soi bể đồn từng thóp đam trung bể khơi ôn nứt nâng kê tám khăn trong tu tự đánh kê pliêm tay biết sắt tiến tê bàn tay chộp đắp đầy bí ngay mình chọn tôn trí tay mình nghe nắng ai trò lóp đồ đàm nếu sao đắng hàm cùng to chỉ vật trong cài bé đông mùi nị lệ miên à rằm trong rố nơi tiến hai miên lại phiếp rì rì đôi môn nơi xóa tay bé đông đã tịnh tôm ក្លបតែជាមនុស្សដែលរឹងមាំមិនចេះទន់ជ្រាយម្ដងណាព្រោះតែស្នេហាបានប្រែខ្លួនជាមនុស្សដែលគ្មានកម្លាំងឲ្យអូនទាំងអស់ទាំងចិត្តស្មោះគ្មានរឿងអ្វីត្រូវលាក់បាំងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងម្លឹងហើយអូនមិនបានគិតអូនដាច់ចិត្តចោលបងឲ្យរស់ដូរស្លាប់អបការឈឺចាប់មិនអាចរ៉ៃរ៉ាំប្រាប់អ្នកណាបានឡើយធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់កាយត្រុតត្រងបេះដូងចាប់ផ្ដើមទន់ខ្សោយ ngày nào mùi vì công tài lên đá có pru miếc mê bảy pi ôn pliêm vừa oi bọn miền trung ngước soi bể đồn từng thóp đam trung bể khơi ôn nứt nâng kê tám khăn trong tu tự đánh kê pliêm tay biết sắt tiến tê bàn tay chộp đắp đầy bí ngay mình chọn tâm trí tay mình nghe nắng ai trò lóp đồ đàm nếu sao đắng hàm cùng to chỉ vật trong cài bé đông môi nị lệ miên à rằm trong rố nơi tiến hai miên lãng phiếp rì rì đôi môn nơi xóa tay bé đông đã tịnh tôm bảy pi ôn pliêm vừa oi bọn miền trung ngước soi bể đồn từng thóp đam trung bể khơi ôn nứt nâng kê tám khăn trong tu tự đánh kê pliêm tay biết sắt tiến tê bàn tay chộp đắp đầy bí ngay mình chọn tâm trí tay mình nghe nắng ai trò lóp đồ đàm nếu sao đắng hàm cùng to chỉ vật trong cài bé đông mùi nị lệ miên à rằm trong rố nơi tiến hai miên lại phiếp rì rì đôi môn nơi xóa tay bé đông đã tịnh tôn
Thank you.